ốc này. Ô, ốc này. Ôi, nhiều ốc quá. Đúng là ông trời thương mình. Tự nhiên ai lại mò sẵn ốc để vào đây cho mình nhỉ? Quá chuẩn luôn. Bắt đầu nhiều ốc thế này, mình phải nai chim khoe cho chồng với mọi người biết mới được. Mọi người ơi, em đã bắt được rất nhiều ốc rồi này. Mọi người xem này, một chậu ốc này rất là to luôn nhá. Đây là cánh đồng em đang đi bắt ốc này, mọi người xem. Rơi điện thoại rồi. Chết rồi. Làm nào bây giờ? Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Màu này. Thằng Chí đâu con? Nhà con hôm nay đi làm rồi mẹ. Mẹ lại chuẩn bị ra đồng à? Ừ. Bây giờ mẹ tranh thủ ra đồng sớm, không sợ trưa lại không xong. Mẹ ơi, hôm nay con đau lưng quá mẹ. Thôi cũng còn có mảnh ruộng, mẹ làm lốt cho con ở nhà. À, mà mẹ ra đồng sớm không đi chợ được. Ngoài đồng nhiều ốc lắm. Hay con ra mỏ bữa ốc và luộc xào răm, kéo lại miệng ăn lại ngon. Mỏ ốc ạ? Vâng, để mau con đi. Con mò nhằng một tí được bữa ấy mà. Ừ thế thôi, mẹ đi đây. Mà mẹ ơi, mò ốc về xong ngoáy thế nào mẹ? Khi mò về con phải ngâm nước một lúc, sau đó luộc ngoáy, thế là cho xào là xong. Thế có hỏi gì mẹ nữa không? Thôi ạ. Ừ thế nhá, mẹ đi đây. Mò ốc à? Không đi mò ốc, mình phải cầm điện thoại đi mới được. Phải live stream cho mọi người biết. Mình không chỉ là dâu hiền, lại còn đảm đang nữa. Mò ốc à? Với mình thì đơn giản. Đi mở ốc thôi. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ ra đồng mở ốc. Lần đầu tiên mình đi mở ốc nhưng chắc chắn mình sẽ mò được nhiều. Mọi người theo dõi cho mình xin một like, một tim nhá. Mình đi mở ốc đây. Ôi xa. Một con đã có ốc. Quay lại. Mấy hôm trước mình nhìn thấy ngoài đồng nhiều ốc lắm mà. Nay ai bắt hết rồi mà chả còn con nào nhỉ. Ai nhanh tay thế.
bắt hết ốc. Ôi dồi ôi, sợ quá. Ui, ui, ui. Bẩn hết chân. Nấm này có ăn được không? Chắc là ăn được. Đấy luôn. Em đang ở ngoài đồng bắt ốc các bạn nhá. Các bạn xem này. Đây, em bắt được rất là nhiều ốc luôn. Em mới đi có một tí mà được rất nhiều ốc to nhá. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình đi bắt ốc tiếp nhá. Ủa, chỗ này nhiều ốc quá đi. Nhiều ốc quá. Ốc này. Ô, ốc này. Ôi nhiều ốc quá. Đúng là ông trời thương mình. Tự nhiên ai lại mò sẵn ốc để vào đây cho mình rồi. Quá chuẩn luôn. Bắt được nhiều ốc thế này, mình phải live stream khoe cho chồng với mọi người biết mới được. Mọi người ơi, em đã bắt được rất nhiều ốc rồi này. Mọi người xem này, một chậu ốc này rất là to luôn nhá. Đây là cánh đồng em đang đi bắt ốc này, mọi người xem. Tôi đến tuổi rồi. Chết rồi. Làm nào bây giờ? Hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Hỏng cái điện thoại rồi. Mẹ bỏ đồ ốc ra ngâm. Vợ đang làm gì đấy? Chồng về rồi đấy à? Ừ. Mà ốc ở đâu nhiều thế vợ? Chồng xem vợ bắt được nhiều ốc to không? Ừ, ốc to thật đấy.
Vợ bắt được cả chỗ này cơ à? Vâng, thế chả vợ bắt thì ai? Không ngờ vợ anh giỏi thật đấy. Mà chồng ơi, vợ đánh rơi điện thoại xuống nước rồi. Điện thoại chồng mua cho vợ á? Kìa kìa. Đây. Vâng, điện thoại chồng mua đấy. Hỏng luôn rồi. Không lên nữa rồi. Sao vợ bất cẩn thế? Thế là mất toi tháng lương của anh rồi. Em hơi lửa rồi. Không biết mai nó có khỏi không. Em hơ thêm tí nữa. Thôi, em đừng hơ nữa nữa. Chiều anh đem đi sửa xem có được không? Kỷ niệm của chồng. Chí hôm nay để đi làm về sớm thôi cơ. Cái thằng phải giấu này. Mày làm gì bắt nạt con dâu mẹ thế hả? Mẹ, con có làm gì vợ của con đâu. Mày không làm gì mà nó lại khóc ư? Mẹ ơi, con nằm rơi điện thoại xuống nước rồi. Con xót của thôi. Sao lại rơi điện thoại xuống nước thế con? Hôm nay con mò được nhiều ốc lắm mẹ ạ. Nên mới bị rơi điện thoại xuống nước đấy. Mẹ ra đây xem này. Đâu cho mẹ xem. Mẹ xem này. Con mò được nhiều ốc lắm mẹ ạ. Toàn ốc to thôi. Con mò ốc đây ạ? Vâng, con mò đấy. Ôi trời ơi, con tôi. Sao mẹ cười thế? Có gì à? Đây mẹ chỉ cho. Đây là vỏ ốc này con. Thế con nhặt đống ốc này ở đâu? Con nhặt trong thùng rác ấy mẹ ơi. Đây để mẹ chỉ cho. Khi con đi mở ốc con phải để ý nhá. Con ốc phải nặng và ốc phải còn nguyên, và cái miệng của con ốc ấy phải có cái vảy con ạ, như thế mới là ốc sống. Còn đây chỉ là vỏ ốc, người ta đã ngoáy hết ruột và vứt vỏ đi rồi. Thế là con mất toi cái điện thoại rồi. Thôi xem như cũng là một bài học với anh người, lần sau con để ý hơn là được. Chí, đem đống này đổ đi. Thôi, không khóc nữa. Mẹ ta mua cái gì về ăn. Hai đứa ở nhà nấu cơm nhá.